Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình mua về hai hai chậu rau ôm. Bây giờ ông xã mình mang thùng mút về để mình sang thùng ra để mình trồng. Thì mình có học được cái cách làm thùng để trồng rau ôm, rau ngò ôm trên mạng á. Thì giờ mình thử làm như cái anh đã hướng dẫn thử coi có trồng có tốt hơn không nha. Giờ mình sẽ đục mấy cái lỗ xung quanh. Cái thùng mút này á, ông xã mình xin ở chợ về. Cái này người ta đựng sầu riêng. Cái thùng sầu riêng thì nó gọn hơn cái thùng đựng cá hồi. Và nhỏ không đáng kể để cho nó rỉ nước ra thôi chứ không có đục lỗ. Một chậu ngò ôm mình mua là 4 đồng mà mình mua 2 chậu, bây giờ mình về mình chiết ra mình trồng. Mình cho nó nằm nghiêng. Chậu mình chiết ra cũng được một thùng này, nó mốc nó nở ra là nhiều, nó mọc ra. Ở dưới mình để rác thải công nghiệp, rác thải nhà bếp trồng. Cây cũng vui lắm các bạn, lâu ra ngắm nó, ngày ra ngắm nó 2 lần. Mỗi lần mình trồng là một cặp. Bạn nhớ trồng nghiêng nha, đừng có trồng thẳng đứng. Trồng nghiêng nó ra rễ nhiều hơn, nó mọc lan nhiều hơn.
một. Giờ mình tưới cho cây. Mỗi ngày ra tưới một chút. Đây là cái xà lách mình trồng, nó đã lên được nhiêu đây rồi. Và mình đang ươm kèm theo mấy dây bí đỏ. Mình không có lấy trái mà mình sẽ mình trồng, mình lấy ngọn mình ăn. Đây là hành. Đây là cây ớt. Trời ơi, giờ này nó chưa có ra trái nhưng mà được cái nó xanh, cái màu nó đẹp hơn. Nó tươi rồi. Chứ không có như cái video clip đầu tiên của mình, vườn của mình nó sơ sát. Còn cái bụi ở cái video clip đầu tiên á, cái bụi rau quế này nó cũng sơ sát, bây giờ nó xanh rồi. Đây là hành. Hành cũng quá trời luôn. Còn kia là hai cái gốc cà chua, nó đã lớn, nó cao lắm rồi. Đang có bông nhưng mà không biết có đậu trái không, mình không biết. Mình có một cái ý kiến, mình có một cái sáng kiến vậy. Mỗi cái chậu trồng cây á, mình để một cái, mình lấy cái bình nước suối mình cắt ra mình để nước, rồi mình ươm cây trực tiếp trong này luôn. Nó quang hợp cây này qua cây kia, mình thấy nó mọc rễ rất là nhanh. Cây nó mát mẻ mà nó tươi hơn. Từ lúc cắm xuống nó tươi luôn, rồi nó ra rễ rất là nhanh. Cho nên mình không có ủ trong nhà nữa, mình không có trồng nước cái hũ ở trong nhà nữa mà mình trồng theo cách này. Mình thấy rất là ok. Đây là hạnh, đây là cây ngò của mình. Cây ngò nó cao ơi là nó cao luôn. Đây là hạnh. Hạnh lên như đó, tí nữa mình phải cắt nó rồi, mình cần hạnh. Kia là cây tía tô. Cây tía tô mình mua sẵn về chứ không phải mình trồng lên. Xa xa là cây dưa leo. Cây bạc hà của mình giờ nó rất là khỏe rồi, lá nó to hơn nữa. Đây là rau muống. Mình ươm nó, bây giờ nó ra ngọn rồi. Kia là cây rau dấp mình giấu nó tuốt ở trong mát đó, để cho nó xanh lên. Đây là ngò. Ngò mình ươm từ hạt. Nó cao lên cũng được 4-5 cm rồi. Xanh mướt luôn. Còn dưới này á, dưới cái kệ này mình trồng được 2 bụi cần nước. Rất là xanh, rất là khỏe, xum xuê luôn. 2 bụi rau má nữa. Rau má mình mua sẵn rồi mình trồng nó. Rất là xanh đẹp. Trời, trồng cho nó đẹp thôi chứ không dám ăn, ăn tiếc lắm. Cây rau răm mình ươm nó đã ra xanh rồi, tốt. Đây là ngò gai. Ở trong này là có 2 chậu cần. Còn cái cây này khi mà mình mua về, cây lá lốt này nè, mình mua về nó được có 2, 4, 6 lá à. Còn cái cây này mình mua rất là mắc nè, mình mua 25 đô cây lá dứa.
Trong hai cái chậu này á, là mình ươm được rau ôm đó, được 2 ngày nó cũng mọc rồi, bắt đầu nó ngóc cái đầu lên rồi. Đây là khu vườn của mình, nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà đầy đủ hết. Đây là gốc cần mình mua về mình ủ trong nước. Cái hộp nước mắm của cơm tấm mình đục cái lỗ xong mình bỏ nó vô. Nó lên thấy dễ thương dễ sợ luôn. Nó lên rễ nè. Rễ của nó ôi dễ thương quá. Cái gì mà trồng được sao nó dễ thương gì đâu. Cái này mình mới cắt hôm qua. Hôm nay nó hơi nhú nhú một chút. Mình cũng đang ủ nó luôn. Cây này dễ thương quá, mình để vô đây chắc 1 tuần rồi đó. Nó nhú lên nè, nó mọc lên dễ thương dễ sợ. Nếu quý vị thích clip này, xin quý vị cho mình một like, chia sẻ và đăng ký để mình có động lực làm video sau. Xin cảm ơn và chào tất cả.